Trên màn hình quý vị đang theo dõi là đối tượng vừa ra tù không bao lâu, sau đó tìm đến nhà sát hại mẹ vợ và vợ cũ tử vong rồi bỏ trốn. Đối tượng đang bị công an tỉnh Hải Dương cùng công an thành phố Chí Linh khẩn trương truy bắt. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 49 phút ngày 23 tháng 6, người dân phát hiện Dương Đình Luyện, 39 tuổi, trú thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương, điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà Lê Thị Hoài tại khu dân cư tường phường Giang An, thành phố Chí Linh. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà Hoài và chị Trần Thị Ngọc Anh, vợ cũ của Luyện. Sau đó, Luyện điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân bị thương nặng, sau đó đều tử vong tại bệnh viện. Được biết, hai vợ chồng có với nhau một con chung và đã chia tay được một thời gian. Dương Đình Luyện vừa chấp hành án tù trở về.